Hải Yến xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình sổ tay bí kíp của chúng tôi tuần này. Và quý vị thân mến, dịp Tết Trung Thu đã gần đến rồi và chiếc bánh Trung Thu là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một bánh Trung Thu tại nhà mà không cần đến lò nữa nhé. Nguyên liệu của mình thì gồm có bột mì, đậu xanh, nước đường, 3 quả trứng gà và một ít sữa tươi. Cuối cùng là một khuôn bánh để chúng ta có thể tạo một chiếc bánh. Đầu tiên với phần nhân bánh thì ở đây chúng ta đã có đậu xanh. Khi mua về các bạn nên rửa sạch và ngâm nước từ 4 đến 8 tiếng. Ở đây thì tôi đã ngâm rồi và sau đây tôi sẽ đổ nước vào đậu xanh để chúng ta có thể bắt đầu nấu nhé. Tiến hành làm vỏ bánh với bột mì đã sẵn có nhé. Trên đây là quá trình làm chiếc bánh Trung Thu không cần lò đúng hoàn chỉnh. Mong là các bạn sẽ thành công và hẹn gặp lại các bạn ở trong sổ tay bí kíp lần sau.